Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái phần mềm KineMaster phiên bản 5.01, phiên bản mới nhất ra và có những tính năng nào mới nha các bạn. Mời các bạn hãy theo chân của mình thì mình sẽ giới thiệu cái phần mềm mới và mình sẽ có để link bên dưới, các bạn có thể download về để sử dụng cái phần mềm này như thế nào. Mời các bạn hãy theo chân mình nha. Rồi, trước tiên các bạn đau khi mà download cái phần mềm về, các bạn vô cái phần KineMaster, cái bản mới nhất nha các bạn. Đây, bản mới nhất nè các bạn. Đó. KineMaster mới nhất. Đó, để cho các bạn làm cho nó dễ. Rồi. Đây, cái bản phiên bản này là phiên bản 5.01 nha các bạn, để cho các bạn xem nè. Đó, tài khoản của tôi nè. Trước khi vô thì các bạn phải nên mình phải nên cài nó rất là nhiều cái tính năng, thì ở đây mình sẽ nói cho các bạn biết cái tính năng mới của cái KineMaster là gì. Đây có những cái tính năng mới này mình sẽ giới thiệu cho các bạn, tại hiện tại mình đang quay cái clip này cho nên mình không có để 4G vô. Thì cái ham hai các cái tính năng mới là các bạn thấy cái tính năng tạo mới chưa, cái tính năng tạo mới và cái tính năng nhận dự án. Hai cái này cực kỳ hay. Tạo mới là tức nghĩa là các bạn tạo như bình thường như các tính năng khác, nhưng mà ở đây cái dự án các bạn có thể xuất ra một cái file dự án, các bạn có thể gửi cho bạn bè của các bạn. Khi các bạn bấm vô nhận dự án thì các bạn chỉ vô edit và xuất ra file thôi, rất là nhanh, không phải làm lại từ đầu nha các bạn. Cho nên là khi mà các bạn ở đây sẽ mình sẽ các bạn sẽ xuất một cái project ra là các bạn làm được ngay. Rồi, bắt đầu mình sẽ thử vô cái tính năng tạo mới cho các bạn xem. Thì khi ở đây thì các bạn sẽ có nè 16.9, 1.1, 4.3, 3.4, 4.5, 2.3.6 và 16.9. Kế tiếp là các bạn bấm vô nút tiếp theo. Thấy không? Các bạn bấm nút tiếp theo. Thì ở đây sẽ vô tiếp tục. Rồi, ở đây thì các bạn có thể là tải một số cái hình ảnh hoặc là video. Đó, ví dụ vậy. Đó, mình sẽ cho các bạn xem sơ bộ. Đây hình ảnh hoặc là video ở đây. Đó, ví dụ như video thì mình sẽ chọn một số cái video để cho các bạn nhìn thấy được rõ hơn. Đó, ví dụ như đây. Đó, các cái video gì đó các bạn muốn cần thì các bạn thêm vô thôi. Đó, thì nó cũng đơn giản, các bạn muốn chọn video nè thì các bạn chọn video hình nè. Đó thì nó sẽ hiện hình. Đó, nó rất là, còn cái này là cả hai cái. Ví dụ như mình sẽ chọn một cái file mà có video cho các bạn nha. Đây, đó, ví dụ video nè các bạn. Đây, video nè. Đó. Đây, video, đó, ví dụ vậy. Đó. Đó, ví dụ mình quay được cái đoạn video đây. Rồi sau đó các bạn đi vô trong cái phần này để mình kết nối mạng để cho các bạn nhìn thấy được rõ hơn. Đây. Kết nối mạng thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều tính năng nha các bạn. Đây. Đó, khi mình quay thì mình không có để kết nối mạng để tránh làm phiền. Đó, rất là nhiều tính năng. Rồi new nè các bạn. Đó, các cái khung nè, đó nhiều tính năng mới của cái KineMaster bản này rất là hay các bạn. Đây, các cái hiệu ứng nè, làm nhòe nè, chuyển cảnh nè các bạn. Đây, rất là hay. Đó, các cái tính năng mới. Rồi ngoài ra có thêm các cái tính năng như là các cái sticker nè các bạn. Các bạn có thể làm TikTok rồi đó, trang trí này. Rất là nhiều cái tính năng hay luôn các bạn. Rồi kế đó là cái âm thanh. Âm thanh các bạn có thể chọn nè. Các bạn có thể chọn đây. Âm thanh rất là nhiều, nhiều thể loại âm thanh. Đó, rất là mời mời miễn phí nha các bạn. Đó. Thì khi bạn rồi, ở đây các cái âm thanh nè như đó, rất là nhiều. Đó, rất là nhiều các cái tính năng để cho các bạn đó cười nè các bạn. Đó, rất là nhiều các bạn. Đó, rồi nước chảy nè, đó, đồ uống nè, vân vân. Đó, rất là nhiều cái tính năng sport đó các bạn. Rồi, đây. Cái tính năng này là tính năng hiệu ứng chuyển đó trong các cái video. Đó, các bạn có thể xem nè. Đó, các cái tính năng đây. Rất là ok đó các bạn. Đó nên là nhiều tính năng. Còn đây là các cái tính năng mà các bạn có thể xem đây. Đây.
đó, các cái lắp đánh hiệu ứng cho cái video của mình đó các bạn, đó rất là nhiều cái mới và hay luôn các bạn. Đó, màn hình tivi nè, đó các bạn có thể thêm vô cái màn hình xanh thì họ sẽ thay đổi trên mình giống mình đang xem tivi vậy các bạn. Đó, rất là nhiều cái tính năng điện thoại nè. Thấy không? Điện thoại rất là nhiều các bạn. Các bạn có thể dùng tính năng điện thoại này để làm cái intro cho mình. Đó, cực kỳ hay nha các bạn. Đó. Rất rất là nhiều. Đó, tính năng rạp phim nè các bạn. Này, tính năng rạp phim. Đó, các bạn có thể thế vô cái màn hình xanh này. Đó. Đây, rất là hay để tạo cho một cái intro cực kỳ quá trời nhiều tính năng luôn các bạn có thể sử dụng. Rồi đây là các cái nghệ thuật nè, các cái hình ảnh là mình có thể là chuyển nè. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Rất là nhiều và phông chữ thì các bạn thấy rất là nhiều các bạn. Có phông tiếng Việt rất là nhiều, nhiều phông tiếng Việt đẹp lắm bạn. Đây, phông tiếng Việt đó đủ kiểu hết. Rồi phông các thứ tiếng rất là nhiều. Đó, cập nhật gần như mình thấy cái phiên bản này rất là ok. Đây, đó, ví dụ như vậy. Đó, bây giờ ở đây. Đó, ở đây thì để mình coi coi thêm có một số cái tính năng gần như các tính năng này cũng như là lặp lại của các tính năng kia thôi, chỉ có thêm một số cái tính năng. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho xuất một cái dự án này. Đây, ở đây các bạn có thể là xuất dự án đó tới 4K. Đó, 2K 7 và 1080. Và ví dụ vậy. Ở đây các bạn có thể chọn tới 60 khung hình. Đó, có nhiều bạn thì không biết cách nào để chọn cái 60 khung hình này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nè. Đó, các bạn thoát ra ngoài màn hình, các bạn bấm vô cài đặt. Xong các bạn kéo xuống cài đặt thử nghiệm nâng cao. Thì khi các bạn bấm vô đây, các bạn bấm tích vô cái nút này. Đây, thì các bạn sẽ lên 60 khung hình nha các bạn. Đó. Rồi 240 khung hình, nó có nhiều thêm các cái lớp giới hạn. Đó, các bạn có thể là sử dụng rất là nhiều tính năng. Đó, còn những cái nút kia thì nó gần gần giống nhau hết các bạn. Đó. Thì khi đó các bạn muốn muốn xem được cái máy của mình thì mình phải coi cái thông tin thiết bị. Đó, giống như ở đây nè. Thì các bạn có thể đó nhìn được là máy của mình là xài được 4K và cái số lớp nè các bạn. Đó, cái số lớp ví dụ như 4K mình có thể là xài được 3 lớp. 1080 là 8 lớp và 720 là 27 lớp. Đó thì các bạn cái phân tích đó ra. Đó, nó rất là đơn giản và nó rất là nhiều. Và cái bản này của mình đã được mod rất là xài rất là ok nha các bạn. Đó. Thì đó, đây là phiên bản 5.01. Đó, cái phiên bản này phiên bản mới nhất nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử xuất một cái dự án này để mình xuất ra để cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chọn cái ngắn nhất nha, cái ngắn nhất cho nó nhanh nha các bạn. Đây, xuất dự án. À, các bạn chờ chút xíu. Ví dụ như mình xuất cái file ra bình thường, xong rồi mình sẽ lấy cái file đó, mình sẽ gửi bằng email gửi cho bạn bè của mình. Rồi sau bạn bè của mình thì cũng dùng cái phần mềm này thì import vô. Đó thì lúc đó là các bạn có thể là sử dụng và không phải cài lại nha các bạn. Lúc đó cái nó sẽ rất là ok. Đó, khi mà chỉ cần một người làm thôi thì lúc đó chỉ cần gửi cái project á các bạn. Project là cái dự án á để cho cái người sau và lưu lại thôi. Thì lúc đó các bạn làm rất là nhanh. Đó, đó cái chương trình này xuất cực kỳ nhanh nha các bạn. Đó, theo mình thấy rất là nhanh. Rồi, sau đó khi các bạn xong các bạn muốn nhận dự án nè. Đó, các bạn vô cái phần chọn. Đây. Đó, các cái dự án các bạn đã có sẵn rồi nè, hoặc là các bạn thêm cái phần mà mình để đã thêm vô. Đó, ví dụ như đây mình sẽ kiếm cái loại cái file nãy đây, để kiếm cái file nãy nằm đâu đây nha. Xong các bạn import vô thôi. Đó, ví dụ đây thì các bạn bấm đây đây để mình coi coi nằm đâu rồi. Đây không phải. Sorry. Đó. Đây, các bạn bấm xuất dự án đây nha các bạn. Đó, khi các bạn bấm xuất dự án đây. Đó, thì các bạn bấm đây. Đó. Thấy không? Rồi. Đó, đừng hỏi tôi nữa không? Bắt đầu lưu nè. Đó, sẽ xuất ra. Thì các bạn sẽ cho sử dụng thư mục nào? Ví dụ như các bạn chọn một cái thư mục nào đó. Ví dụ như mình chọn lại một cái thư mục nào để ví dụ như là các bạn chọn là KineMaster đi,
thì mình chọn. Nhưng mà tí các bạn phải nhớ nha các bạn, ví dụ như các bạn không nhớ là hồi tí các bạn không không có biết cái file nó nằm ở đâu đó, cái file dự án nè đó, mình sẽ cho vô cái Kinemaster đi để mình chọn hay để lại một cái file nào cũng được. Đây ví dụ như mình lấy lại một cái file chỗ Zalo đi đó, rồi ok cho phép nè đó, các bạn xuất cái file dự án ở đây. Nhưng mà tí các bạn lấy ra các bạn phải nhớ nha, thì mình quăng vô thư mục nào thì mình phải nhớ, thì để khi đó các bạn tiếp nhận cái dự án lại thì là nó sẽ ra luôn và các bạn không cần phải ngồi làm lại từ đầu. Ví dụ như một bạn A đã làm một cái video clip đó thì các bạn chỉ lấy cái dự án là các bạn có thể về và các bạn import vô thôi đó. Bây giờ mình đang xuất cái dự án nè các bạn đó, xuất cái dự án đó, ok xong rồi bây giờ mình nhận dự. Rồi khi mà các bạn vô cái inbox nè, các bạn cũng vô cái phần tạo dự án nha các bạn. Đây vô tạo dự án, thay vì các bạn phải vô chọn các mục thì các bạn kéo lên đây, đây nhập dự án nha các bạn. Đây đó các bạn bấm nhập dự án đây, ok đừng hỏi. Và các bạn chọn lại cái file hồi nãy mình mới để vô nè đó, ok đó, đưa vô dự án là các bạn không phải làm gì cả đó. Cái file khi xuất dự án xong thì các bạn đưa ra, thì các bạn đưa vô là các bạn sẽ có một cái dự án mà project nó đã có sẵn rồi. Ví dụ như mình làm xong mình gửi cho các bạn cũng vậy, cho nên là các bạn yên tâm là dùng rất là ok đó. Bây giờ mình đang test thử cho các bạn xem đó. Cái tính năng này nó cực kỳ hay, chỉ có trong cái phiên bản 5.1 này mới có thôi các bạn, 5.01 chứ đó. Cái bản này cực kỳ hay và cái bản này đã được update lên đó, thì sắp tới mình sẽ update lên rất là nhiều. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình, ủng hộ kênh của mình bằng cách ấn like, ấn chia sẻ và ấn nút cái chuông để xem xét, sẽ xem rất là nhiều. Đó các bạn thấy không? Hoàn toàn ok đó, các bạn có thể nhìn thấy là coi như là cái dự án từ một cái người kia và đến đây là quá quá tuyệt vời luôn các bạn. Đó, thấy không? Các bạn thấy project cực kỳ mượt không? Y chang như cái của kia và các bạn không cần phải file một cái gì cả. Rồi video tới đây thật là dài rồi. Rồi chúc các bạn một ngày mới vui khỏe bên gia đình và người thân. Thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký của mình và link mình chia sẻ dưới phần mô tả. Rồi mời các bạn vô nha. Thân ái chào các bạn.